Chào tất cả anh em, hôm nay mình lên con Cartier Oval mà ba lây Lyon nha. Tình trạng hàng đã qua sử dụng nhưng mà còn rất là mới nha. Trên 95% không cấn móp gì hết, còn rất là đẹp. Anh em mua hàng vui lòng xem thật kỹ video chúng mình nha. Cái này mà ba lây Lyon mà nó có phủ cái lớp dạng xám titan, xám nòng súng á. Tình trạng con này còn rất là đẹp, không có cứng mót hay là cứng dâm gì hết nha. Bề mặt rất là sáng đẹp, không có dâm gì hết. Trên nắp nó có ba cái vòng đặc trưng của Cartier nha. Đồng rất là đẹp, không có bị chảy xước cấn dâm gì hết. Nhân đầu là mã vàng nha. Bánh xe còn rất là bén nha. Cartier này mà bánh xe mòn bật rất là khó lên. Mày bật 10 cái lên 10. Con này còn hộp nha, hình ảnh chi tiết và giá bán thì mình để trong phần mô tả, anh em bấm vào đó xem giúp mình. Kết thúc video tại đây, chào tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em vào những video sau. Bye bye.